Bộ phim Mạc Phong Ngâm, tập 17. Vậy cô ta có phải cửu công chúa của ma tùy không? Không phải. Cô ấy là Sương phu nhân. Cô ấy không phải cửu công chúa của ma tùy ta. Cửu công chúa của ma tùy ta bình dị dễ gần, thích làm việc thiện, tuyệt đối sẽ không cao ngạo lạnh lùng như Sương phu nhân. Người nói dớ dẫn. Các người đã thông đồng với nhau. Các người đã thông đồng. Đủ rồi. Nàng nói cho ta biết, nàng là ai? Hoàng Bắc Sương, Na Tụ Ách Na Khấp, Sương phu nhân của thành Dân Bái. Nói đi, là ai sai khiến ngươi? Những gì tiểu nữ nói đều là thật, tuyệt đối không có ai sai khiến. Không ai sai khiến sao ngươi vào được phủ Hoa Ngọc? Nói đi. Là Chân, người đâu? Dạ. Lôi nữ nhân ăn nói hàm hồ này xuống. Xử tử. Dân. Thành chủ tha mạng, thành chủ tha mạng. Những gì ta nói đều là thật. Gia phu nhân cứu ta, gia phu nhân cứu ta. Thành chủ ta, chuyện hôm nay mà lan truyền ra ngoài, gia phu nhân cứu ta, thì các vị ngồi đây đều không thoát khỏi liên can. Sương phu nhân, sao vậy? Buổi tiệc vừa kết thúc đã vội vã về phòng ngủ vậy sao? Vừa xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy, ta thấy rất mệt, trạng thái không được tốt, sợ làm thành chủ mất hứng. Sương phu nhân, vì một câu nói của giai phu nhân mà khó chịu sao? Chuyện này đối với ta không đáng nhắc tới. Nàng là ai không quan trọng. Cái ta muốn là bản thân nàng, Hoàng Bắc Sương. Tạ ơn thành chủ. Ta không nói ra thân phận của Sương phu nhân, ngươi không thể lấy mẫu thân ta ra uy hiếp ta được. Cất đi. Mẫu thân ngươi rất lo cho ngươi. Nhược Vấn sắp công phá thành, Na Chiến sẽ không phái binh cứu ma tùy. Ngươi là kẻ uy hiếp ta, ngươi bảo ta tin ngươi thế nào? Tin hay không tùy ngươi. Ta chỉ nói cho ngươi biết, ma tùy đổi chủ chưa chắc là chuyện xấu. Niết bàn sống lại, ma tùy sẽ chỉ ngày càng tốt lên. Ngươi nói thì nhẹ nhàng lắm, nhưng mà cái giá của chuyện này bách tính ma tùy sẽ phải gánh vác. Có lẽ không tệ như ngươi nghĩ. Ngươi chỉ cần không hành động hấp tấp, ta sẽ phái người đón mẫu thân ngươi tới đây nhanh thôi.
Thành chủ, thiếp có một chuyện không hiểu. Gia phu nhân, người nhỏ tiếng thôi, không được to tiếng ở thư phòng của thành chủ. Để nàng ấy vào đi. Dân. Thành chủ, sao ngài lại thiên vị cho Hoàng Bắc Sương như vậy? Chẳng phải ngài sủng ái Gia Nhi nhất sao? Những lời Gia Nhi nói đều là thật. Nàng nghĩ Hoàng Bắc Sương đã lừa ta sao? Phải. Vậy nàng thì sao? Ta có cần ta nhắc cho nàng không? Nhược Dẫn, to gan thật đấy. Ta cũng nên xem xét lại nàng rồi. Thành chủ, ngài nghe thiếp giải thích, thiếp thực sự không biết. Đều là hắn lừa thiếp. Trúc Tuấn, có. Thành chủ, đưa Gia phu nhân về Ngọc Phù Cát. Không chịu thì không được ra ngoài. Đừng mà. Dừng. Thành chủ, đừng mà. Gia Nhi không muốn bị nhốt lại. Gia phu nhân, đi thôi. Thành chủ, cầu xin ngài đấy. Gia phu nhân, đừng để thiếp đi. Người đâu, lôi Gia phu nhân đi. Thành chủ, mau. Thành chủ, đi. Đi, đừng bỏ mặc Gia Nhi. Thành chủ. Thành chủ. Nhược Dẫn. Chủ thượng, khi thuộc hạ đi theo chiếm biệt, đã phát hiện một kẻ khả nghi trong phủ. Thuộc hạ sợ đánh rắn động cỏ, nên đi theo hắn tới một hòn nông bộ bên ngoài Vân Phương Cát. Sau đó hắn bỗng dưng biến mất. Vân Phương Cát. Lẽ nào hắn còn biết đụng thủ? Có lẽ trong phủ có mật đạo. Ngươi nhìn rõ dáng vẻ của hắn không? Dốc dáng gần giống thuộc hạ, da trắng, ở cằm còn có một nốt ruồi đen. Mau, mau mang bức chân dung nội ứng tiên đô gửi về trên bàn tới đây. Dân. Chủ thượng, chính là hắn. Hoắc Kinh Dân, lãnh chúa thiên đô. Thuộc hạ biểu diễn cho thành chủ xem là điều nên làm, không dám đòi thưởng. Chỉ là giờ thuộc hạ đang khát nước, có thể xin một ly trà năm vị của phu nhân không? Người xem quân hộ vệ người thống lĩnh đi. Dù tích sự chẳng được trò trống gì. Kẻ xấu muốn là đến, muốn đi là đi sao? Chủ thượng bất giận, vì chức làm gì không tốt, để kẻ xấu lợi dụng sơ hở. Một công chúa ma tùy, một lãnh chúa thiên đô, thú vị lắm. Sẽ có một màn kịch hay đây. Dậy đi, dậy đi. Đại ca, huynh xem, kẻ phản kháng sẽ bị xử tử. Rõ. Rõ. Mấy người các ngươi, các huynh đệ, dân, lục soát kỹ vào, dân, đừng bỏ sót ai cả, dân. Sang bên kia xem đi, dân. Đợi ta với, ta đi cùng ngươi. Giết đến mất trí thì ta không bảo vệ được cô đâu. Vậy thì đã sao, ta không sợ.
Cẩn thận có độc đấy. Đúng là tên khốn kiếp. Độc thì không có, nhưng người phải khoảng hơn chục. Ra đây đi. Ở đâu? Ở chỗ nào vậy? Bỏ đao xuống. Bay ra ta còn cho các ngươi và người nhà các ngươi gặp nhau một lần. Hổ phỉ, đúng là khoác lác không biết thẹn. Các ngươi bỏ đao xuống. Nếu không, đại sảnh này sẽ là nơi chôn thây của các ngươi. Ăn nói mạnh miệng ghê. Được. Vậy để ta chơi cùng các ngươi. Nè, Nhật Dấn, đao của ta. Cút đi. Biến ra kìa. Nhược Dấn. Nhược Dấn. Nhược Dấn, ngươi không phải là người. Mau biến đi. Đừng qua chỗ ta. Đừng chạy. Cứu ta với. Tưởng là không quan tâm ta mà. Thế thì kệ cô. Nè, ngươi không được mặc kệ ta. Mụ điên. Biết chút võ vẻ đấy. Nam nhân thối, lực cánh tay khá đấy. Lực eo cũng khá lắm. Chiến thần Nhật Dấn trên cao. Hôm nay ma tụy ta bị tiêu diệt. Chính là ý trời.
khẩn cầu chiến thần Nhật Dấn tha mạng cho ta. Ta tình nguyện dân ấn của thành Ma Tùy để thể hiện lòng trung thành. Chỉ cầu xin ngươi hãy tha mạng cho ta. Ta tình nguyện nghe theo chiến thần Nhật Dấn. Nếu có kiếp sau, kiếp sau thì sao? Làm trâu làm ngựa à? Lại dám cầu xin được sống trước mặt tổ tiên? Ngươi còn mặt mũi sống trên đời này à? Ngươi không sợ bị con cháu ngươi chế giễu sao? Chuyện tới nước này, ta đã chẳng còn bận tâm gì tới những lời chế giễu, huống chi đó còn là chiến thần Nhật Dấn. Tha mạng cho ngươi à? Để ta nghĩ đã. Ta giữ lại cục đá dớ dẫn này của ngươi cũng đâu được tích sự gì. Bàng Hồ, xem cục đá này có làm được cái bô tiểu không? Đại ca, ta thấy thứ này không chỉ có thể dùng làm bô tiểu mà còn làm đá kê chân trong nhà xí được. Ai thèm cái thứ vô giá trị này của ngươi? Tốt nhất là ngươi đem theo vào quan tài đi. Nếu Nhật Dấn đại nhân không chê, ta nguyện nghe theo mọi mệnh lệnh, sai gì làm đó. Không được động đậy. Thả ta ngay. Nếu không ta giết chết nữ nhân báo hại này. Người uy hiếp sai người rồi. Cô ta không quan trọng gì như ngươi tưởng đâu. À không đúng, cô ta là cháu gái của ngươi mà. Cháu gái? Ta đâu có quen cô ta. Đừng nghĩ ta ngu ngốc tới mức đó. Ta sẽ không uy hiếp một người không quan trọng với ngươi. Ông nói láo. Ông xoán quyền đoạt vị, mưu hại ta và mẫu thân, ta sẽ không bỏ qua cho ông. Đứng im. Đao của ta không có mắt đâu. Hai mẹ con cách tâm vi, có quá thành tro ta cũng nhận ra. Nói xăng nói bậy, ai mà tin kẻ tiểu nhân bị ổi như ngươi. Đừng vội, kẻ sắp chết luôn nói lời thật lòng. Ta muốn nghe câu chuyện này. Có gì mà nghe chứ? Để ta tự tay chém chết lão tặc này đi. Giữ lại mạng cho hắn, biết đâu sau này sẽ có tác dụng. Nhật Dấn, thành Ma Tùy đã bị công phá, mọi chuyện đều đang tiến hành theo kế hoạch của môn chủ. Nhưng sao ngài báo được mối thù lớn, chắc hẳn cô ấy vui lắm. Nhưng với cô ấy, đây mới chỉ là khởi đầu. Ngài lo rằng mục tiêu tiếp theo của cô ấy là Thiên Đô à? Nhưng dù gì, cô ấy vẫn chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm. Cô ấy là nữ tử chân yếu tay mềm. Ngươi nghĩ vậy sao? Cô ấy không thể ở lại dân bái thêm nữa. Dung Khoát tiên sinh đã được bí mật hộ tống ra khỏi thành, sẽ tới Thiên Đô trước chúng ta một bước. Thành chủ. Thành chủ, Hoàng Thiên Cuồng đã đánh chiếm được thành Ma Tùy. Nhanh vậy kìa. Giờ nên làm gì đây ạ? Thủ phỉ chiếm thành, bắt mạc, sắp loạn lạc rồi. Loạn lạc thì có gì không tốt? Chủ thượng, chủ thượng, không ngờ dưới Dương phủ dân bái lại có nhiều mật đạo tới vậy. Na Khởi Đạt quả nhiên đề phòng ta.
15 năm rồi, có một mật đạo thế này mà ta lại không hay biết gì. Chủ thượng, bên này. Chủ thượng, chuyện năm xưa, có bao nhiêu chuyện ta vẫn chưa biết. Phụ thân, nhờ người phù hộ, Thành Ma Tùy đã bị hủy diệt, người có thể yên nghỉ rồi. Vào thời loạn này, có một người giúp con, bảo vệ con, lo lắng cho con, yêu thương con, nhiều lần cứu mạng con. Con yêu huynh ấy, tình cảm khó dứt. Chúng ta nên đi rồi. Ta có thể gửi gắm niềm tin vào huynh không? Muội còn nhớ hôm muội bệnh nặng, ta đã nói gì với muội không? Trên ốc đảo, muội sẽ dẫn con dân Ách Na Khắp và ta gieo một hạt giống, đắp từng viên gạch, từng miếng ngói, dựng lên ngôi nhà của chúng ta, đón chờ luồng khói bếp đầu tiên, đón chào tiếng khóc đầu tiên của trẻ sơ sinh. Cảnh tượng tuyệt đẹp, đó chính là cuộc sống chúng ta muốn, không phải sao? Phải. Đi theo ta, ta sẽ cho muội cuộc sống muội muốn. Giờ ta sẽ tặng ốc đảo cho muội. Chỉ cần muội gật đầu, ta sẽ lập tức cho người xuyên qua sa mạc, đưa con dân Ách Na Khắp tới đây. Hơn nữa, từ nay về sau, sẽ không có ai dám có ý đồ với Ách Na Khắp và ốc đảo này nữa. Hóa ra là vậy. Ta sẽ bảo vệ muội, bảo vệ Ách Na Khắp. Ta xin hứa với muội, chỉ cần muội gật đầu, từ nay về sau muội không cần bí quá hóa liều nữa. Mọi thứ muội muốn, ta đều có thể giúp muội thực hiện. Kình Dân, huynh phải nghĩ kỹ đấy. Ở bên ta chính là đối đầu với dân bái, đối đầu với thiên đô. Thiên đô, mẫu thân ta chết dưới cổng thành thiên đô. Mối thù sâu như biển này, ta không thể nào quên, cũng không thể buông bỏ. Giờ chuyện quan trọng nhất là đưa muội rời khỏi nơi thị phi này. Giờ về đến thiên đô, ta nhất định sẽ cho muội một câu trả lời. Dân bái cũng được, thiên đô cũng vậy. Có muội ở bên ta, đối đầu với cả thiên hạ cũng có gì đáng sợ? Ở bên huynh, đối đầu với cả thiên hạ cũng không có gì đáng sợ. Ta đi theo huynh. Muội đồng ý rồi. Vậy giờ chúng ta đi luôn. Ngày mai gặp ở Cư Dân Cát. Được. Ngày mai gặp ở Cư Dân Cát. Từ khi đi hòa thân đến đầm rồng hang hổ dân bái,
May mắn được hai người giúp đỡ, ta mới có thể hóa nguy thành an. Cầm ít bạc này, tìm một nơi yên ổn sống qua ngày. Có lẽ Na Chiến sẽ dẫn lây sang Ách Na Khất, nhưng Mãn Lưu sẽ luôn bảo vệ cho họ. Hai người cũng phải tự bảo vệ mình. Na Tụ, người đi đâu bọn ta sẽ theo đó. Ta đi theo huynh ấy, phiêu bạc khắp nơi, không có chỗ ở cố định. Theo ta sống cuộc sống như thế, chẳng thà hai người sống cho tốt cuộc sống của mình. Na Tụ, chờ người đi rồi, ta và Dạ Bội mới đi. Như vậy nếu lỡ như thành chủ đột nhiên quay về, bọn ta cũng có thể kéo dài thời gian cho người ra khỏi thành, bảo vệ tốt bản thân. Na Tụ, được rồi, đừng khóc nữa. Na Tụ, ta không nỡ xa người. Sương Nhi, Sương Nhi, Sương Nhi, Kình Vân. Khi chờ muội, thời gian trôi qua thật chậm. Lãnh chúa bất tỉnh, ngươi còn muốn giấu ta đến khi nào? Đừng sợ, ta biết nàng muốn gì, ta cũng biết nàng muốn đi đâu, ta sẽ không ngăn cản nàng. Nhưng trước khi nàng đi, ta phải nói cho nàng một chuyện. Một năm trước, thành chủ Thành Ma Tùy cách Nhĩ Kình Cần viết thư cho ta, nói là nếu phu nhân và cửu công chúa Ma Tùy đến nương nhờ mà ta giết đi, thì Ma Tùy hắn sẽ vĩnh viễn thần phục dân bái ta. Ta không biết Thiên Đô có từng nhận được tin này không.
Nhưng không lâu sau ta được biết cửu phu nhân Ma Tùy đã bị vô số tên bắn chết ở cổng thành Thiên Đô. Kẻ hạ lệnh hình như là lãnh chúa Bắc Tịnh Thiên Đô. Ta nghĩ có lẽ nàng còn chưa biết đâu. Lãnh chúa Bắc Tịnh Thiên Đô hình như tên là Hoắc Kình Dân. Muội biết hết rồi à? Cuối cùng ta cũng được giải thoát. Hoắc Kình Dân, ngay từ đầu ngươi đã lợi dụng ta. Tất cả đều là quỷ kế của ngươi. Ta biết muội hận ta. Bây giờ có nói gì cũng vô ích. Nhưng hôm nay muội phải đi với ta. Nếu muội không muốn gặp lại ta nữa, giờ rời khỏi đây rồi, muội có thể đến bất kỳ nơi nào. Đi với ta đi, đừng chạm vào ta. Chờ rời khỏi đây, muội có thể băm ta thành ngàn mảnh. Ta nhất định sẽ cho muội tính toán rõ món nợ này. Giả vờ sắp chết ở Bắc Mạc, lừa ta phần thảo dược, cố ý tiếp cận ta để ta giúp muội cứu Dung Khoát, cấu kết với Ma Tùy hại mẫu thân ta. Món nợ này ngươi tính rõ được sao? Bắn tên! Bảo vệ phu nhân! Chúc mừng nàng đã trả được mối thù lớn. Nàng nhẫn tâm nhìn hắn chết sao? Thù giết mẹ không đội trời chung, hai nhát dao là lời cho hắn rồi. Nàng đã đưa ra lựa chọn chính xác. Nàng thay ta diệt trừ hắn, theo lý nên thưởng nàng. Nàng muốn gì? Nghĩ kỹ rồi nói với ta. Ta phản bội ngài, ngài không trách ta sao? Ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chúng ta vẫn như trước đây. Là đối tượng hợp tác. Ngài còn tin ta sẽ một lòng giúp ngài nữa sao? Ta cược rằng nàng sẽ làm vậy. Nàng còn yêu hắn không? Tình yêu của ta
sẽ ảnh hưởng đến quyết định của ngài sao? Nàng còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ta đã trả lời ngài rồi. Uống. Cạn. Nghĩ gì đó? Ta thấy lời nói của Cách Nhĩ Kình Cần hơi kỳ lạ. Cách Nhĩ Kình Cần, hắn... Ngươi được lắm. Hắn già rồi hồ đồ, dở trò lưu manh vô lại. Chẳng qua là muốn sống thôi. Ngươi lợi hại như vậy, chẳng có gì thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi. Uống đi. Uống. Nào, các huynh đệ, đừng uống một mình. Chúng ta kính đại ca một chén đi. Được, đại ca. Nào, ta kính đại ca nhà ta một chén trước. Đại ca nhà ta nghĩa khí ngút trời, đưa các huynh đệ làm quan phát tài. Huynh đệ, sau này chúng ta không cần bôn ba khắp nơi trên sa mạc. Đúng. Nói đúng lắm, ta cũng mời đại ca. Lang đầu này cả đời thề chết theo đại ca. Sống là người của Hoàng Thiên Cuồng, chết là ma của Hoàng Thiên Cuồng. Hôm nay chúng ta đã công chiếm Ma Tùy, sẽ có một ngày theo đại ca đánh chiếm Dân Bái. Đánh chiếm dân bái. Các huynh đệ, Cạn. Theo đại ca ăn uống no say, ai dám láo xược? Lang đầu ta là người đầu tiên không cho phép. Đúng, đi theo đại ca. Ta nói một câu nha, chúng ta không thể gọi là đại ca nữa, nên đổi sang gọi là thành chủ rồi. Không cần vội. Tòa thành này ta còn dùng vào chuyện khác. Đại ca, chúng ta vừa đánh hạ thành trì, các huynh đệ chờ huynh lên ngôi đó. Chẳng lẽ huynh muốn... Đồ vô lại. Chủ thượng, hồ ở cư dân cát là nước lưu thông, dớt cả ngày cũng không phát hiện ra. Thuộc hạ cho người tìm kiếm men theo bờ sông, có phát hiện bất ngờ. Cư dân cát đó là cứ điểm của Mãng Lưu. Mãng Lưu? Không ngờ hắn còn có thân phận đó. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Phong tỏa mật đạo, không được để cho ai biết chuyện mật đạo. Dân. Ta